Xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi Hương mới làm cái video để quay để giới thiệu món ăn á mọi người. Thì hôm nay Hương mua được hai trái sầu riêng khá là bự luôn nè. Thì ảnh đang mở tivi á mọi người, khá là ồn luôn. Hương mới tắt. Rồi. Hôm nay tự nhiên muốn vô video với mẹ. Đây mọi người, cái trái này á thì Hương để test sẵn ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ bữa cái trái bự này ra thử như thế nào nha mọi người. Vậy ăn lá. Vậy ăn nữa. Lúc đầu mới mua trái sầu riêng về nè mọi người, ảnh kêu là trái mít. Hồi giờ chỉ biết trái mít nó có gai thôi chứ không biết là trái sầu riêng nó cũng có gai á mọi người. Cho nên là no thôi mẹ là mẹ mua trái mít. Hình như trái này chưa chín mọi người ơi. Không phải là đụng cây đây. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đi đau quá. Không gành khua cho lắm mọi người. Ăn thì cực kỳ ghiền ăn sầu riêng luôn nhưng mà lại không biết khui mọi người ơi. Thử test cái này ra. Nó phải có những cái khứa như thế này vậy mình mới test ra được. Thơm quá. Wow, đây mọi người. Đây, cho mọi người xem nè. Wow, muối khá là bự luôn á. Nghĩ là trong này cũng có nữa mọi người. Trái vậy? Trái sầu riêng. Ta biết cách khui sầu riêng chỉ giùm Hương nha. Đi, chi hết camera được kìa. Không được vậy nha. Lập. Mọi người có được một muối tí xíu à. Lập. Mà nó bị sượng rồi. Tưởng cơm. Ngọt lắm luôn á. Ngọt và béo nè mọi người. Cái này là Hương đã tét ra rồi nè. Mọi người biết Hương mua hai trái sầu riêng này bao nhiêu không? 100k á mọi người, khá là rẻ luôn ha. Hình như là đang vô mùa sầu riêng hay sao á mọi người, cho nên là giá khá là mềm luôn. Béo ngậy luôn á. Wow, muối nè mọi người. Mấy hôm nay làm hồi nắng á, cho nên là bị đen rồi. Đi ăn không? Sao vậy? Sầu riêng ngon mà anh không biết ăn mọi người. Đi dở quá. Đi ăn không, mẹ cho một miếng nè. Sao vậy? Mama.
trái bên này nha. Cái này thì nó nhiều hạt hơn. Cái trái này thì nó không được ngọt bằng trái này á mọi người. Nhưng mà nó có khá là nhiều cơm luôn. Như một muối đầy thịt luôn á mọi người. Người ta bán dừa á mọi người. Ta đi ra không? Ngọt quá. Cái này cực kỳ ngọt không? Mùa sầu riêng như thế này á mọi người. Không định sẽ làm bánh crepe sầu riêng. Nhưng mà chưa có thời gian làm. Đang ăn mà ảnh bịt mũi. Ảnh lại thú quá. Đi ăn một miếng không? Không ăn. Sao vậy? Ngon quá. Phải nói là ăn no luôn á mọi người. Này là không chỉ tiếc mới có 1/3 thôi á mà quá trời cơm luôn nè. Wow. Ngán quá mọi người. Nhiều quá. Đó. À, không được, không được. Anh đâu lấy camera chạy đi mọi người. Nói đằng đây lì quá sát lì luôn. Không được nha. Giỡn chứ, tưởng mày giỡn. Không được. Mẹ bún á. Quá. Ngon quá. Cái sợi bên này cũng như thế này. So với sầu riêng 6 ly thì chắc chắn nó sẽ không bằng da, không bằng rồi mọi người. Nhưng mà với giá 100k hai cái sầu riêng như thế này tôi nghĩ là hợp túi tiền. Phải nói là quá rẻ luôn á mọi người. Wow. Đây. Cho mọi người xem nè. Wow. Wow, bên này cũng đầy ắp muối luôn nè. Trời, không được. Trời. Đây cho mọi người xem cái muối này nữa nè mọi người. Wow. Không được nha. Wow. Quá trời quá đất luôn.
ngon quá. Nhưng mà Hương no rồi mọi người, Hương ăn một muối bự chà bá nữa bên này, rồi thêm bên này nữa. Bên này thì nó khá là ngọt luôn, cái bên này thì nó ít ngọt hơn. Nhưng mà với giá 100k như thế này là Hương nghĩ là Hương mua khá là rẻ rồi đó. Thì đang mùa sầu riêng á, mọi người tranh thủ mua ăn đi ha. Còn cái phần này Hương sẽ để dành cho nhà Hương. Với lại Hương đang, nếu có thời gian thì Hương sẽ làm cái bánh rếp sầu riêng á mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye. Bye bye. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, bye bye được. Bye.